heo à, trang trại heo rừng ở Đình Duy. Hai cái nanh dài chưa? Có nó chắc già lắm thôi ấy. Trang trại của anh Duy đây chắc phát triển từ gan con quá. Thế Duy bảo thả tiếp mấy đàn ra luôn anh Duy. Chuồng gà của anh con đang hết. Thì anh chạy xa quá, zoom tới, zoom mơ.